Ok, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói lại cái cách để các bạn vẽ được cái sàn âm nha. Thì ở đây là cái sàn ở đây này, là một cái sàn lớn nè. Bây giờ ngay chỗ cái sân này nè, vị trí ngay sân đây này là cái sàn âm này. Nó âm xuống tầm khoảng âm 100 nha. Còn cái thằng này là âm 50. Thằng sàn trong đây là âm 100. Thì đây là một cái sàn lớn, là những cái đường màu hồng bao quanh á. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần đó đi. Mình sẽ cắt đây nha, bằng cách là mình vẽ vào là line này. Mình vẽ vào đây. Mình vẽ theo cái biên của nó để mình cắt đi cái đường đó, rồi mình vẽ thêm một cái sàn vào đó nữa là được. Đây, trim này. Rồi, sau khi xong vậy là cái sàn này, sàn lớn này là âm 50 nha. Âm 50 này. Rồi sau đó mình tạo xong cái sàn lớn là mình sẽ tạo một cái sàn nhỏ âm 100 nữa là ok. Nha các bạn. Rồi, nhấn finish này. Bài đây này. Đây các bạn thấy bây giờ cái sàn của mình đây này, nó đang là có một cái lỗ ngay chỗ này. Bây giờ chỉ cần vẽ một cái sàn lắp vào cái lỗ này là được nha. Rồi các bạn sẽ vào cho mình architecture, sau đó chọn wall architectural. Một cái sàn này sàn bê tông chứ, là vào structure, rồi chọn floor này, chọn floor structure, rồi chọn cái sàn kết cấu là 100 nha, 100 mm này. Rồi sau đó các bạn boundary rectangular, vẽ một cái sàn vào đây ra ngoài này luôn nha. Đó, và cho nó âm xuống 100. Rồi finish no và để xem. Bạn thấy chưa, cái sàn của mình bây giờ là nó thấp hơn cái sàn này một khoảng là 50 nha. Ok, đó là cái sàn âm. Bạn có thể zone lại nha. Zone hai sàn này lại. Nó liền này, nó liền này, thấy không? Zone lại. Zone lộn thành này. Đó, nó liền rồi đó. Rồi ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.